Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Yeah, ok các bạn ơi. Và hôm nay Nhân sẽ tiếp tục chơi game Tick War 3 anh em ơi. Và lần này Nhân sẽ tiếp tục thử nghiệm xem đội quân giáp vàng các bạn ơi có mạnh hay không. Đấy, cung thủ giáp vàng này, kiếm sĩ giáp vàng này, vua này các bạn ơi. Đấy, ba vị tướng đó mình nghĩ là cực kỳ mạnh và có rất nhiều trò hay. Không sợ tất bất kỳ một kẻ địch. Người que nào luôn anh em ơi. Ok các bạn ơi, các bạn xem nếu thấy yêu quý Nhân hãy để lại cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh. Các bạn hãy nhấn cả vào cái chuông thông báo nữa nha. Khi nào có video mới các bạn có thể xem được luôn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi thôi. Tích của ba anh em ơi. Ok. Ok các bạn ơi, đây chính là đội quân mình mang vào chiến đấu anh em ơi. Ok. À, thanh niên đọc vàng, kiếm sĩ không phải giáp vàng. Đây là kiếm sĩ rất vàng, có ngọc nhiếc đồng hoàng. Cái này là cái bộ trang phục ở cái Tick War Legends cũ anh em ơi. Và đây là cung thủ có cái mũ mạ vàng, Sparta khiên vàng, giáo vàng, mũ vàng. Và ông vua thì đương nhiên có cả kim cương nữa anh em ơi, chất lòi. Bây giờ mình sẽ phải tìm cái map nào nó chất một tí anh em ơi. Mình sẽ chơi cái map này. Ok, let's go. Ok anh em ơi, trận đấu bắt đầu, xin quân. Đấy, xin ba dân này anh em ơi. Đầu tiên mình sẽ xin mắc dân. Trận này Nhân sẽ chơi hơi bị phê luôn. Nhân chỉ cần sử dụng mấy cái đội quân này thôi đã đủ thắng rồi anh em ơi. Cần gì đúng không anh em. Nâng cấp cho dân đào vàng nhanh lên là ok anh em ơi. Long dân hay đào thật nhiều vàng và kim cương vào. Đội quân của chúng ta cần rất nhiều kim cương. Chia ra đào kim cương đi men. Men đào kim cương đi. Ok, hai thanh niên đào kim cương, ba thanh niên đào vàng. Đấy, nâng cấp luôn. Đợi một mình nâng cấp luôn đào vàng nhanh anh em ơi. Trời thế nó mới chất. Nâng cấp luôn đào vàng nhanh. Ôi. À. Để giúp tôi làm nhân đào vàng nhanh hơn, kiếm được nhiều vàng hơn anh em ơi. Sau đó thì mình sẽ xin quân và lên chiếm lĩnh cái trụ đá này. Hợp lý không anh em? Quá hợp lý luôn, xem thêm bạn này. Úi giời, tối lắm không nhìn gì luôn các bạn này. Đấy, xem bạn. Không có một cái khảnh, mình không thể nhìn được theo bạn vì có lớp sương mù anh em ơi. Cứ bình tĩnh anh em ơi. Đầu tiên Nhân sẽ xin một kiếm sĩ ra. Có đủ vàng chưa? Đủ, à, thiếu 50 kim cương anh em, nó mới nhục 50 kim cương. Không có thì chúng ta đã xin được một kiếm sĩ rồi. Kiếm sĩ vàng anh em ơi. Ok. Rồi, cố gắng chăm chỉ đào vàng nha các men nhá. Các bạn chưa thấy động thái gì của tấn công hay là làm gì các bạn ạ. Cứ bình tĩnh, kệ, cứ bình tĩnh. Mình đội quân mình còn yếu ấy, chúng ta cứ phải bình tĩnh. Đấy, đợi khi mà quân của Nhân khỏe rồi thì các bạn chỉ có tắt điện thôi anh em ơi. Thiếu 50 vàng nữa là chúng ta có thể xin được này anh em ơi, thanh niên này. Ở đây đủ rồi. Xin một nông dân nữa ra. Đấy. Ui, chiến luôn à? Chiến luôn anh em, chiến luôn. Cân luôn đi men này, cân luôn. À đủ. Tấn công dân quanh, tấn công dân quanh, tấn công dân quanh mà được á. Tấn công dân quanh mà ngon á. Sở bát ta cũng phải thua thôi. Ồ, thêm bạn tấn công rồi. Ui, chơi, em bạn chơi zombie anh em ơi. Lên luôn đi men. Tấn công rồi, chơi luôn. Một mình kiếm sinh vàng đã cân được mấy cái con zombie yếu đuối với một sở bát ta anh em ơi. Hai trầu đấy. Ui, chết mẹ rồi. Anh em ơi, mất rồi. Ăn mất rồi, cung thủ ơi ra đi, cung thủ ơi ra đi. Cung thủ ơi ra đi. Mày. Cung thủ ra đi, cung thủ ơi ra đi, nhanh khẩn trương, help me, cung thủ tấn công nó đi, cung thủ tấn công nó đi, nhanh, đang khô máu, tấn công đi, rồi mẹ, cung thủ ơi tấn công nó đi các bạn ơi, lên, dụ nó đây, đây rồi, cơ hội của anh ấy rồi, chạy đi đâu, này. Ấy sao một tên chạy đi nhanh không còn kịp, chạy đi nhanh còn kịp. Ok anh em, thôn quân bình tĩnh lại, bọn chúng đang đến đấy. Xin một vua ra, đã chưa đủ tiền mua vua anh em ơi. 400 kim cương cơ. Vòng sau kiếm sĩ móc lốp anh em ơi. À, còn dùng bài. Ui ôi xong, kiếm sĩ của Nhân đã làm xuống rồi. Ê, tấn công rồi, hạ gục con này trước, sau đó hạ gục con zombie sau. Rồi, sẽ bắt ta vàng của anh ra rồi, chú ơi, đừng có lóng. Các mi khôn hồn thì rút quân về đi, không có các mi sẽ sấp mặt với anh. Yeah, nâng cấp đào vàng lên.
Ui đội quân này mạnh đấy các bạn ơi. Không cần nhiều luôn. Rất chi là mạnh luôn anh em ơi. Thêm dân. Dân sẽ bây giờ sẽ trở về nhà anh em ơi. Cho thêm lông dân đặc kim cương. Hình như chúng ta hơi ít kim cương. Cần thêm kim cương các bạn ơi. Trời ơi. Các bạn nám vậy chết tôi ấy. Không có kim cương là toang đấy. Không xin được vua ra đây này. Hey, chơi bời gì tầm nảy nữa. Rồi xin vua ra. Ngon. Đấy cứ ở đây bây giờ là mình có vàng rồi. Ôi cung rơi bọn chúng đã bị hạ gục anh em ơi. Đấy. Ứng thủ ở đây rồi không cần gì. Đội quân vàng của chúng ta có một cái cung thanh niên cung vàng này đã gắt lắm rồi anh em ơi. Trận này mà nhân mà mang phù thủy hồi máu nữa chắc bọn chúng khóc luôn đấy các bạn ạ. Hồi máu cho Sparta với cung vàng với kiếm sĩ vàng à, bọn chúng thua luôn. Đấy ông vua đã xuất hiện rồi. Đại ca vua đã xuất hiện rồi anh em ơi. Đại ca chất chơi của chúng ta đã xuất hiện rồi đây. Đấy. Một mình cung thủ này cân hết thôi anh em ơi. Cân hết tem bạn luôn. Đấy. Không cần xử lý nhiều đâu các bạn ạ. Cứ bình tĩnh nha. Cứ bình tĩnh các bạn nha. Đợi nhân xin cái đọc này xong nhân sẽ tấn công luôn. Thế luôn chỉ cần bằng này thôi là chúng ta đã có cơ hội chiến thắng thôi. Nào. Tem bạn đâu rồi. Ui bọn chúng đã. Ê căng. Ui mình còn có độc nữa cơ mà. Ông vua rất sông sáo chiến đấu đúng không ạ? Ui có một thằng nông dân cân vua của nhân này các bạn đây. Ai xà ơi các mì yếu quá. Ta cần các mì. Hãy xin ra người khổng lồ đây. Châu vào tấn công với ta. Cho các mì cơ hội để xin người khổng lồ đấy. Bây giờ ta sẽ về nhà. Đấy. Xem nông dân đào vàng theo nâng cấp nông dân đào vàng lên một tầm cao mới nữa anh em ơi. Ôi lông dân đào vàng nhanh hơn được không? Ủa 300. Ủa với đây còn một tầng nữa mà. Đấy. Nâng cấp thêm một tầng nữa anh em ơi. Là có 3 tầng lông dân đào vàng sẽ cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Đấy, chúng ta chỉ cần có mỗi đội kỵ binh vàng này thôi mà chúng ta cần hết mọi. Ở đây đuôi, người khổng lồ tem bạn đã xuất hiện rồi đây các bạn ơi. Ông vua ơi. What the hell, sao cái tên cung thủ kia nó chạy về nhỉ? Mày coi cung thủ kia sao nó chạy về anh em ơi. Này thì, này con này. Mày không tưởng, không dễ thắng được anh đâu. Đội quân của anh, tấn công xong nhận. Tấn công anh chạy đằng sau. Ui, chạy đằng sau, anh rồi. Ôi, đau thế bạn ơi. Đau thế bạn ơi. Ui giời, đau. Tấn công mấy con này đã. Ui con này trâu anh em ơi. Ui trâu. Hạ gục nó đi. Kiếm sĩ của nhân sắp toang rồi. Rút quân anh em. Rút quân man. Rút hẳn về nhà thôi. Đấy. Tấn công mấy con phù thủy này mới được anh em. Mình phải hạ gục 2 con phù thủy là bọn chúng chưa phù thủy anh em ơi. Bọn chúng trâu quá. Sao bắt ta của nhân sắp toang đấy chứ. Hay. Đừng có mà hồi máu nha, chơi xấu nha, hồi máu à. Hồi máu với anh này. Rồi, ok anh em lên. Ôi Sparta của nhân đã làm xuống rồi. Chỉ còn một mình vị vua đẹp trai này thôi. Mình ông vua đẹp trai này thôi. Ông vua đẹp trai chạy đi. Úi giời ơi, nguy hiểm quá. Úi giời ơi. Chạy. Úi giời ơi, xong. Ok, thủ. Chờ Sparta ra. Ui. Hơi căng nha. Rồi. Chúng ta đang phải đợi Sparta ra. Chúng ta thả tem bạn. Bây giờ tem bạn đang chơi rất hổ báo anh em ơi. Rồi kiếm sĩ ra rồi. Ê đủ. Ăn anh làm sao ăn anh. À. Ui. Chúng đông quá. Người khổng lồ của chúng nhiều quá anh em ơi. Nguy hiểm quá. Hạ cũng xong tên người khổng lồ này. Chúng ta sẽ xông lên tấn công. Cố lên nào các bạn ơi. Cố lên nào các bạn trẻ ơi. Khỏe đấy các bạn. Chết khỏe đấy. Nào. Ui xong, tấn công em. Xông lên luôn, không nói nhiều. Các bạn xông lên đi. Tôi sẽ đi sau, tôi già rồi. Tôi là vua, tôi già rồi. Công phải tấn công đi chứ. Nào. Cần dân tên bạn. À. Ai dồi ôi. Đau thực sự luôn. Con này mình sẽ hạ con phù thủy này các bạn ơi. Phù thủy khốn này. Ui, nạc anh em ơi, nạc rồi. Ui, toang vua của nhân rồi. Chạy thôi kiếm sĩ ơi. Mẹ. Hạ gục mấy cái con này đi. Ấy, Sparta đã lên rồi. Ui, châu ơi, tem bạn châu thế các bạn ơi. Rút quân đi em, rút quân, tạm thời rút quân đi.
Chúng ta phải sử dụng đội quân kiếm sĩ này thôi. Tem bạn trâu quá, tem bạn gắt quá, căng thực sự luôn. Ấy, tạm thời vào nhà thủ đã. Tem bạn chơi Marco lắm, tem bạn khỏe lắm. Tấn công đi, thủ nha. Đợi đội quân kiếm sĩ này ra chúng ta sẽ tấn công. Ồ, tem bạn đang có tên hồi máu Sparta lên đi. Mình sẽ điều khiển cung thủ này các bạn đây. Đi đây. Này, con hồi máu này. Con hồi máu này. Ui, ui ngu rồi anh em ơi. Ngu rồi. Điều khiển cung thủ thì ông vua bị tôi bị toang mất. Ông vua của tôi bị toang mất. Ui, đau. Ui nát quá. Bị nát sao nhiên nhân lại bị nát nhiều thế này anh em ơi. Không biết quán được các bạn không. Cố lên. Ôi cố lên, toang rồi. Đội quân kiếm sĩ đâu rồi, hay cứu cha vua đi, không có được toang mất rồi. Thôi xong rồi anh em ơi. Nửa tinh. Bây giờ chỉ là kiếm sĩ với kiếm sĩ thôi. Kiếm sĩ thôi, xin một công thủ ra nhé này. Hay, mày con khổng lồ này, Trời mẹ em, chạy đi. Chặn nhanh còn kịp. Ui xong. Lên bạn. Đúng rồi, bạn không máu được không? Ok anh em. Ồ, căng anh em ơi. Bọn chúng chơi rất nhiều cung thủ rơi anh em ơi. Đây, tôi kệ nhá. Kệ nó, câu giờ đi. Chờ cung vàng của chúng ta ra. Ui, cung vàng ơi ra đi. Nhanh nào. Bọn chúng đã tấn công rồi. Tình hình này căng lắm. Ui, lâm dân của chúng ta đang đào vàng rất nhanh rồi. Ui, nhưng mà không biết có thắng được hay không đây. Cứ cho quân xông lên đi. Quân xông lên hạ cùng dân các bạn đi. Trận đấu đang rất căng thẳng rồi. Cố lên nào, đúng rồi, dân đâu, kiếm sĩ đâu. Ấy, đợi cung thủ vàng này ra 1-2 luôn các bạn ơi. Ấy, 2 đi. Rồi. Xin kiếm sĩ ra. Rồi, của mình, đội quân mình toang hết rồi. Cung thủ vàng đâu, cân đi bạn ơi. Bạn ơi cân đi, bạn bắn tốt. Bạn chắc chắn sẽ thắng mà. Một tên. Tiếp tục. Ôi, bọn chúng có người khổng lồ không? 2 tên. Rồi, ngon, tiếp tục tấn công đi. Ulysses. Hắn không bắn được này anh em ơi. May rồi. Rồi. Xong. Các mình sẽ thua. Đấy, bây giờ đang chơi kiếm sĩ các bạn ơi. Đội quân vàng quá mạnh. Nhưng tem bạn đầu tiên đã chơi khổng lồ và... Nhưng mà không cần... Thua rồi, không nói nhiều nữa anh em, thua rồi. Thua chắc luôn. Đấy, cung thủ vàng vẫn còn sống anh em ơi. Hai, ba, bọn chúng có thêm Sparta anh em ơi. Căng thực sự đây, Sparta kìa. Tem bạn thêm Sparta kìa đấy. Gắt đấy. Sparta gặp cung vàng tắt điện rồi. Đấy, ôi kiếm sĩ mình trâu phết này. Kiếm sĩ của mình cũng trâu phết đấy anh em ạ. Rồi. Xong, thua đi, nhận thua này. Tem bạn đã phải nhận thua này đấy anh em ạ. Hạ gục lốt mấy cái tên dân này. Tem bạn đã thua. Không còn gì để chơi nữa rồi. Kiếm sĩ của nhân đã xông lên. Bà mòn cái trụ đá của tem bạn các bạn này. Ôi tem bạn không biết có còn cứu viện nữa hay không. Còn ai mà cứu viện nữa hay không. Xông lên đi bạn ơi. Xông lên đi. Giời ơi, tuổi gì ăn các bạn ơi. Tuổi gì ăn anh. Tưởng thắng được nhân các bạn ơi không dễ đâu. Easy game thôi các bạn ơi. Yeah. Ok các bạn ơi. Video nhân Ubi trên Tích Vua 3 xin được tạm dừng tại đây. Các bạn hãy like video, đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để giúp nhân có động lực làm ra thật nhiều video hay cho các bạn xem nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình. Yeah.